trước kia thì chúng tôi cũng mong muốn chúng tôi có nhiều cơ hội học bổng ở Mỹ, ở Thụy Sĩ. Tuy nhiên thì khi tôi có dịp mà tham gia nghiên cứu tại Úc thì tôi thấy cái môi trường làm việc cũng rất là thân thiện và hiệu quả. Đặc biệt là tôi tìm được những người thầy rất là tốt và tôi đã quyết định là đăng ký và xin học bổng tại Úc. Các cái môi trường giáo dục của các trường đại học tổng hợp mà tôi được theo là một cái trường môi trường đào tạo rất là tốt, tạo cho tôi cái nền tảng về khoa học, về công nghệ. Tức là bên cạnh những cái kiến thức về khoa học công nghệ thì trường cũng có đào tạo những cái kiến thức khác mang tính xã hội về kỹ năng mềm mà được đào tạo miễn phí. Thì tất cả những cái đó khi chúng tôi đang theo học thì chúng tôi chưa ý thức được hết rằng là nó có cần thiết cho mình. Nhưng khi quay trở về Việt Nam và tham gia vào những hoạt động công tác của mình thì tôi thấy rằng những kiến thức đó thực sự là nó rất là có ích và bổ trợ lẫn nhau rất là nhiều. Và cái đặc thù của nước Úc là đa văn hóa, cho tôi cái trải nghiệm và kinh nghiệm là khi tôi về Việt Nam tôi có thể làm việc với rất nhiều các cái nhóm, các cái đối tác quốc tế khác nhau. Tôi cũng xây dựng những cái dự án hợp tác quốc tế với rất nhiều các đối tác quốc tế khác kể từ khi tôi quay trở lại Việt Nam, ví dụ như các đối tác về chương trình phát triển Liên Hợp Quốc, chương trình đào tạo, viện đào tạo kỹ thuật và nghiên cứu của Liên Hợp Quốc, chương trình công nghiệp của Liên Hợp Quốc, Ngân hàng Thế giới. Và tất nhiên thì trong những đối tác của chúng tôi có những đối tác rất là bền vững, thân thiện từ nước Úc.